Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kha kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe Thái chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nguyện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 722 kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 8. Lại nữa tuyên thuyết về luân hồi, tụng rằng tất cả trời người có nhiều tán loạn, trước như bạn thân, sau thành oan gia, như lửa thiêu đốt, như dao cắt đất. Trời người nhân gian được mất bình đẳng, tâm ý cuồng mê như cùng oan gia. Trời người không biết người trí liệt xa lìa, tán loạn cây độc, nói có ba cành là già bệnh chết. Lại thường liên tục người trí lìa dối, toàn lành tương ưng và những ba cành mà không làm hại như xa lìa lỗi. Không sinh tán loạn, sợ ác giải thoát được vui hơn hết. Nếu vui tán loạn, không lâu sợ hãi. Nếu vui giải thoát, vui đó vô tận. Trăm ngàn vạn ức, muôn người chạy theo, ưa thích danh lợi, giả dối đường gạt. Vọng loạn trên hết, có bốn lỗi lầm. Nếu lìa vọng loạn, phá oán thế gian. Hành vọng loạn ấy, nhiều nghi, nhiều sợ, nhiều nạn, nhiều khổ, lần lượt luân hồi, không có cùng tận. Bốn lỗi lìa một, được vui vô biên. Trời người các ông một lòng tán loạn, ngăn che tất cả pháp lành vô lậu, làm sao mà được an vui vắng lặng? Nếu ưa tự lợi suy nghĩ làm lành, các khổ phiền não sau đó không sinh. Nếu các thiên chúng đắm chìm dục lạc, giả dối không thật, tất cả chẳng lâu, từ huyễn hóa sinh, kia không thấy biết, tự tánh huyễn hóa nên chẳng quyết định, xa lìa an vui, thường sinh các khổ. Nói thật với ông, nếu người luôn lành được đời yêu kính, thánh hiền vây quanh sau sinh lên trời, hưởng thú vui trời. Nếu hành bố thí được tất cả người tâm sinh vui kính, sau được giàu sang quả thế như vậy. Nếu hành nhẫn nhục sau sinh lên trời, không còn sợ hãi người đời quý mến, tiếng tốt vang xa, mặt mũi đoan nghiêm, đầy đủ bạn bè, hưởng vui thú trời. Các hữu tình kia tất cả còn có cha mẹ thế gian hay phá tội ám, như mặt trời sáng trụ ý cao tột, vì báu từ bi phát sinh căn lành, thông đạt các pháp khi ở tại gia. Nếu trụ chánh kiến, trí ấy giải thoát luân hồi vô cùng, không sinh bản ác, người được an vui. Pháp chưa nghe, nghe rồi không thoái, khỏi mọi nẻo ác được sinh lên trời, tâm lành không dơ, các lỗi không sinh, lìa nhiễm trong sạch, cho biết báo ứng hiệu nghĩa vi diệu, dứt các lỗi lầm về như hư không, không trụ bùn lầy được quả vắng lặng. Tinh sâu tam bảo được vô sở ý, cùng các thiên chúng tôn kính Như Lai, tin nhận lời Phật nhờ pháp cứu hộ. Ngã sinh có quả, thân sinh có ái, chìm đắm cho biên khổ này khó cùng. 16 phần khổ không bằng một phần, vui ít sợ nhiều luôn đối hữu tình. Vĩ thành càng thác người trí phải tin, nó giết chúng sinh đến khi mạng hết không đi theo vui. Đều không có được các loài chúng sinh tâm có nhiều loại, hành nghiệp đủ thứ luân hồi không cùng. Từng bước đi theo sinh lại có chết, ngu si mê hoặc tự tánh chân thật, mà không tỏ ngộ vô thường đáng sợ theo chúng sinh kia. Đến rồi lại đi tán loạn không biết, trời mê muội cảnh nhưng gặp đáng độc. Rơi xuống trời người không khổ không gì bằng, cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc bạn thân trí thức không thể chịu thay. Đắm say cảnh giới đam mê dục lạc, bỗng chốc vô thường đại khổ mau đến. Dùng phương tiện gì khiến liều khổ não, nếu không ái dục khổ không thể hại, cũng lại không sinh địa ngục ngạ quỷ các loại bàn sân. Khi ấy trời đã thích lời nói cười tụng, người hành tà đạo muốn thấy chánh chân, như muốn lấy nước mà đụng lửa vậy. Nếu không có nhân sao lại có quả, tán loạn không đức ít lời sao có, phá hoại trời người ý này nếu sinh, thích vui mê dục sao bị vô thường tâm nhiệt não lớn. Không mê cảnh giới, không phát lửa dục, không tham gọi tên an vui hơn hết. Đối lại một lòng vui đời tham ái, 16 phần tội không bằng một phần. Nếu phát tinh lớn giải thoát luân hồi, ai hết cảnh mất thấy không gì vui, tương ưng vui thiền không giận không vui. Nếu sinh lành ấy lại không luân hồi, rốt ráo bờ giác nó có tâm dục mà cầu xuống vui, bị gian nghiệp kéo nó xuống địa ngục, chịu tất cả khổ. Ai người cứu khỏi qua lặng qua mà chẳng lại, từ nhân nghiệp sinh không trước giữa sau. Chẳng nay đời sau, vô minh tạo lỗi, người đọa nẻo ác mới biết mình ngu. Hành độc tán loạn, dây lát phù sinh, ngu mê không hiểu, sau bị vô thường mới biết là khổ.
Nếu sinh có khổ, sở vô thường kia ý tạo pháp màu mới thật cứu họ. Chân thật an vui như lời nói này, thật là lợi ích khiến tâm làm lành. Mong được an vui, vui là hơn hết, nhất định không mất nếu trời mê hoặc. Không lương pháp này, ý lại tán loạn, sinh vào địa ngục không mong ra khỏi. Có loài phi cầm tên là Chủng Chủng Mang, giác ngộ được nói trời kia nên nói kệ tụng. Các loài nghiệp sinh trời người tùy nghiệp, không biết nương pháp sao bị khổ não. Thế gian đã có nhiều loại quả lành, vườn rừng vòng hoa, thềm đường lầu cát. Thân tâm vui thích nhờ tạo nghiệp lành, được thấy quả đó, nghiệp nhân trời người có cao giữa thấp trời chẳng tạo ra. Mà bộ quả ấy trời vì người si, trời người vì si mê các loại hạnh. Nếu ý ấy mê, không thấy đáng sợ, bất hạnh tự lợi, các thứ ái lạc, cầu các thứ quả, tâm mê tạo nghiệp, trời không giới hạnh như đêm không đèn, mà tìm ánh sáng các nhân và quả. Chân thật nên tu, quả trí chân như có được phần vui, lìa mạng không quả, lìa đèn không sáng, lìa giới vô thiên. Nếu lìa trí tuệ không được giải thoát, nếu lìa giải thoát thời không an vui, cầu cứu trăm bề thân mới khỏi ái. Người trí lìa ngã nghiệp này không vui, tất cả có tội mà lại không sinh. Được lợi ích ấy, tất cả thánh nhân đã nói không nhơ, trăm ngàn kiếp người ưa muốn cảnh giới, chìm đắm không đủ, một lòng không bỏ, tăng trưởng dần dần. Độc ấy lớn nhanh, chốc lát rơi xuống, biết trí hơn đức, tướng pháp sư này, đức hơn không biết mê hành tướng này. Nơi đức sinh đức, nơi lỗi cũng vậy, biết chân hơn tức, luôn được an vui, đức hơn khó biết. Lìa trí kia rồi, trí nào hơn hết cảnh giới trời hành, ý kia vô trí, trăm nguyện không thể. Được an vui kia như tạo nghiệp lớn, quả giới hơn hết được làm trời người. Sướng vui thích thú, rất là đệ nhất, căn môn điên đảo, cảnh giới chấp tà, hàng phục tâm này được sướng vui trời, phước vui khổ não. Mình làm mình chịu, quyết định tạo tội, chấp nhận oan gia, làm lành cũng vậy. Như quen bạn lành, nếu ý mau đủ, phước lực sạch trong, sẽ được trời người. Như nước ra biển, luân hành cảnh ác, hành ác tương ưng, ác không lợi ích. Chủng trí bờ giác, nếu ý ưa thích, đắc khổ phi pháp khoái lạc, liền thành ma khổ. Tướng khổ vui này, cả hai bình đẳng. Nếu người có trí chán khổ thích vui, diệt nhẫn diệu pháp có thể phụng hành. Khổ là cùng vui, chẳng thấy không nhân, đủ thứ khổ vui, không nhân sinh sai khác. Chúng sinh tự làm, nhiều đời nhiều kiếp, tất cả nghiệp quả, các loại chẳng mất. Nếu ưa hành pháp, bảo vệ chánh pháp, được sinh lên trời, hưởng thọ sống vui. Người mê pháp ấy, xa lìa chánh pháp, không được lợi ích, đọa ngục luân hồi. Nếu bỏ mắt pháp, si bất hàng tâm, thế sướng vui này như mưa xuống đất. Giả dối không thật, ý tạo quả Phật, tâm trồng giống pháp, ngu mù giống pháp. Ưa hành phi pháp, hành đạo phi pháp, tâm đối luân hồi, người có tội đã lâu. Nếu tâm hạnh này tự tánh khinh bỉ, các thứ điên đảo, sát na không trụ, huyền hóa chẳng thật, như thành càng thác, trói buộc trí thức mau lên tỉnh ngộ. Trời người tán loạn, cảnh giới tham ái, bị cảnh vui lừa, mạng đọa không biết. Sướng vui giả dối, tất cả chẳng định, chư thiên tạo vui không lâu liền diệt. Thiên chốn mê chuyển, đời đời cũng vậy, pháp sinh giả rỗng. Cho nó chân thật, pháp sinh chẳng định, cho nó nhất định. Hành pháp sợ kia trói buộc mạng sống, trời người rơi xuống như nhổ xuống đất. Tâm nữ điên đảo, hư vọng lừa dối, nếu lại lìa bỏ được vui thứ nhất. Người nữ điên cuồng trang sức chẳng thường, hoặc nói xạo trá tánh đổi chẳng định, cứ như ông bay gặp hoa liền hút. Không hoa bỏ đi, người nữ cũng vậy, có nhiều có của liền theo, không của liền bỏ. Tâm nữ ghen ghét là những hắc độc, lại nữa người nữ khó được sống chung. Như gió lớn thổi, khi lửa cháy mạnh, như khắp cả không, ai thể bắt giữ. Người nữ đổi tánh trăm thứ cơ hội, cùng đừng bắt giữ. Nếu một người nữ bị nhân nghiệp ác, phá hạnh giải thoát, thành nạn bệnh tử. Nếu nhiều người nữ sinh phiền não kia, vì thế gian đó làm khó đủ cách. Người nữ nhỏ bé, ngu mê tăng trưởng, tự tánh điên cuồng, vô minh hừng hực. Như đèn sáng kia thật cho là oán, như rùi bu ghẻ thích kẻ có của. Không của chẳng thích, nếu có của cải người nữ thích ở. Nếu không có của làm sao ở được, vì không tài lợi nên không gần gũi. Tánh hạnh sai khác, tâm ví như lửa, không hàng phục nữ như người theo hầu, theo đó hầu hạ.
rồi cũng trái bỏ. Nữ nhiều dối lừa như đắng ẩn hoa, trong tâm người nữ như tro che lửa, sắc đẹp cũng vậy vui mà không lầm, thân như cây độc sinh ra hoa độc. Chớ nên gần kề ưa đến cảnh dục, đắm say người nữ đời nay đời sau, người không sướng vui mê say vô minh, điên cuồng biến nhát thích mùi tạo tội, chẳng thấy người hiền người trí biết pháp tinh sâu nhân quả, phát tâm tinh tấn dũng mãnh tu hành xa lìa nữ sắc. Người được tốt lành tới nhà người nữ, như bị mắc lưới người trí không đắm, quả mê đã sạch tất cả cấm giới. Nữ giới thứ nhất sao không lìa nữ, người trí xa lìa được vui vắng lặng, người nữ kia trói người lựa giữ khí trượng không thể đốt trụi, sức mạnh chúng sinh không thể điều phục, ta nên lìa nó một lòng lên trời, bỏ xuống vui ấy sân trời dạ mê, được vui vô tận trong nhiều số vui. Các mắt tai này mũi lưỡi thân ý với sắc thanh đó, hương vị xuất phát sáu căn không vững, các chúng trời này luôn hành khát dục mà không biết đủ, tội tánh như lửa hay đốt cỏ cây làm sao có đủ. Lửa sáu căn kia do dự không quyết, đốt hữu tình này đều không hiểu biết, đất này tán loạn không hành đạo pháp. Lìa tán loạn đó bị cạnh giới ái, người tùy nghiệp mình được trụ chân thật, người nữ sinh ái tâm ấy khó ngăn, nghiệp mình tùy nhân sinh có lìa bỏ, quán xét như vậy người nữ điên đảo sinh nơi lìa bỏ, nếu tìm sướng vui tâm trụ cuồng hoặc, người nữ hành dục như gần bản ác, ý có ba lỗi thân bị bốn lỗi, thế nên xa lìa lửa của độc dục. Sướng vui khổ não từ nghiệp lôi kéo, nếu ở trên trời vui đắm năm dục sắc cung trời người, không lâu rơi xuống Phật thấy chân không, đắc đạo giải thoát nói luân hồi ấy tất cả do nghiệp. Người nữ vì ái bị lỗi hơn hết, tâm không quyết định như ngày không tối, như lửa không lạnh, người nữ ít tin không ái cũng vậy, như đất như gió đồng tĩnh khác nhau, người nữ ân hại khác nhau cũng vậy, người chỉ một lòng nhiều hành ân luyến, ý kia chẳng thường thời luôn xa lìa, như chim quán thước đứng trong ao không, là như núi lớn chưa thấy ai đến, cũng như sông lớn chưa ai ngược dòng, người nữ cũng vậy chưa thấy thương thật, sinh là lỗi tội pháp người ngăn ngại. Ví như nhật quang không lìa nhật thể, như kẻ định yêu không lìa người nữ. Là nói lời hay cấp cho của cải mà tâm nữ kia như lửa khó hàn, ý vui hòa bình hòa, gian nan lìa bỏ một niệm sinh tội, tìm lại quên ân. Người nữ sâu ác khó hàn như lửa, nên mau lìa bỏ trốn trong núi rừng. Còn vui vắng lặng, trời người phát ý, mê dục sướng vui, không sợ điều ác, ắt tổn thọ mạng, sinh ở trời kia, nhất định vô thường, ngày đêm, như đêm ngày mất. Thế nên bao cõi đêm dài vô thường, nhiều ngày trời lặng, nếu cầu ra khỏi, làm lợi ích kia, hành ba tụ giới, nghiệp kia báo ứng, được sướng vui nhiều, trời lại tán loạn, tâm không một niệm, riêng tạo nghiệp lành. Vô ấy ác hết, ái dục không tốt sẽ bị khổ lớn, 16 khổ ác không bằng một phần, lành thay nghiệp lành, tâm dục không đủ, như người bắt cá, tham cá cũng vậy, dục trói buộc tâm như đêm dài ngủ, mê ái liên tục không hiểu vô thường, sau thấy tướng khổ mới biết quả kia, là dục ái này trước như bạn hiền, sau hành không lợi, nơi tên dục đó mù mắt trí tuệ, sau đọa địa ngục như nơi vực thẳm, không hành tán loạn bạn lành hơn hết, thường cứu hộ người là cầu bạn lành. Tán loạn là oán, độc này rất ác, Phật nói tán loạn vào đường nẻo ác, nếu mê tán loạn ưa thích cảnh giới, người mê gây tội luôn bị khổ não, nếu có sợ khổ không trí quán sát, các bạn sinh kia không được xuống vui của hàng trời người, nếu trời người kia ưa thích ăn uống đắm say dâm dục, tâm hạnh bàn hành ở nơi bạn sinh, nếu không phân biệt chẳng biết đức nghiệp, nên biết tâm pháp, biết nghiệp cũng vậy. Với vui chơi này, trụ nhà vô thường, khi vô thường đến, chịu quả khổ nạn. Nếu sợ vô thường, và trí tuệ lớn, suy nghĩ chánh pháp, ưa thích kinh điển, là người trí chân, tất cả tham ái, vô thường, oan gia, khi sướng vui hết, mất tất cả mạng. Vì vô thường đó, chỗ rất là ác, không ai cứu được, chỉ nương chánh pháp. Chân thật quy y, xét kỹ tâm sâu, rễ của vô thường, vốn là tán loạn. Trước bị phan duyên sau trừ vô thường, mạng vui được phép nói là thứ nhất không tán loạn này, thực hành đạo trời khéo biết khổ trói, giải thoát cũng vậy không lìa tán loạn, là khéo sướng vui
đã lành chẳng lành, như mây tan mất. Nếu người tinh tấn, phát sức dũng mãnh, chống cự ma quân, được phán lặng ấy an vui tốt đẹp. Nếu người tà loạn, không hành hạnh lành, lành đời trước hết sẽ đọa địa ngục. Nếu người một lòng trau dồi điều lành, liệt các khổ não sẽ được phước vui. Hàng phục các căn, không nhiễm tội pháp, cảnh giới cũng vậy, lìa mọi trói buộc. Và đường luân hồi như vàng rồng kia, không dính bụi nhơ, khỏi nạn sinh tử. Tất cả trong sạch, nếu hành tán loạn, không qua sáu căn. Việc đời không sinh, tất cả lợi ích đó là an vui. Đầy đủ thích thú, nếu trời người kia thân tâm trong sạch, không đắm nữ sắc như cá gặp nước, quyết lìa bụi trần, trí tuệ cũng vậy. Thế nên trên trời, xa lìa nữ sắc, ý nghĩ ái dục, ác bị trói buộc. Mê tất cả pháp, việc chẳng phải việc. Người thiếu giúp đỡ, xa lìa niết bàn, gần kề pháp sư, được trí chân pháp. Hành pháp cần quả thành tựu như vậy, tâm luôn lìa dối. Điều phục các căn, được đến bờ giác, do trí tuệ đó, ý bị lôi kéo, cảnh giới trói buộc. Người trí hay trừ, vì thế gian kia, làm thầy giảng pháp. Vườn cây trên trời, tự tại vui chơi, được nhiều xuống vui, cảnh giới quá thấp. Không thể bỏ đi tạng nghiệp lành kia, tâm tình an vui, được thế rất khó. Sinh cõi dạ ma, nếu liều tán loạn phan duyên giả dối. Người sinh ở trời số bằng câu chi và bát đô ma, được quả từ nghiệp. Nếu tâm khó điều, tạo quả nghiệp kia, do tâm lưu chuyển chúng sinh ra đó. 12 nhân duyên lần lượt luân hồi, xưa nay và mai, các thiên nhân gian, tất cả hữu tình đều do tâm tạo. Đỉnh núi Tu Di, đất bằng lưu ly, Đế Thích Thánh Hiền luôn trụ ở đây. Có ngọn núi khác lưu ly tạo thành, càng thác bà ở, người không thể đến. Tất cả địa vị, vườn rừng, cây cối đều ở rải rác. Ý họ vui thích, người không thể đến, đất vàng hơn hết. Có ao hoa sen tạo bởi lưu ly, người không thể đến là có khe suối. Dài các ao tắm bầy chim súng xích, tới lui đùa giỡn. Rất là đẹp lạ, người không thể đến, cung điện xe cộ trang nghiêm rất đẹp. Chư thiên ở đấy, người lại xa lìa, vì người xa lìa cảnh dục lừa dối. Đời khổ như vậy, tâm không sợ hãi, trở lại ngu si đi trong luân hồi, luôn chịu các khổ như dây trói buộc, như lòng nhốt chim. Trên mỗi thứ kia, cõi trời là đẹp mà không được sinh. Nữ trói thế gian phá hoại pháp lành, tăng trưởng sanh tử, để người tham trước chết vì ma quân. Dành nhau phá hoại tánh của tán loạn mê đắm người nữ, khi vô thường đến tự chịu nghiệp quả. Núi rừng hoa sen khe suối ao tắm, chỗ vui chơi kia sao thương người nữ, chắc chắn họ bị họ hòa lớn sinh tử. Luôn tham danh lợi ta hòa cũng vậy, người nữ kia trói tận nhiều tham ái, khó thể điều phục mà bị họa lớn. Tổn hại thế gian tất cả hữu tình, nếu bị nữ trói tham dục thế gian là lỗi hơn hết. Một lòng suy nghĩ, biết thật của lỗi dục xóa xếp, không đọa nơi nào. Tất cả người kia hàng tâm lìa dục, xa lìa người nữ sinh trời giả ma. Có ánh sáng ấy, như trời, như sao, tùy thân chiếu diệu, vô đi trên không, tất cả cũng vậy. Vì ánh sáng ấy, trời người đầy đủ, tất cả như vậy. Vô trời tha chúng này, là do ánh sáng đó, ông giữ lấy tướng của nó và dính mắt vào nó. Thấy vậy, liền dùng chữ vàng, tiên nói văn kệ, theo đó mà tụng. Thân trời không có bẩn, thường tu hành trong sạch, không làm lãng tán loạn sinh. Được sướng vui vĩnh viễn, chẳng chọn khổ và vui, già trẻ và trung niên. Họ trên và họ dưới, không khỏi vô thường ngoại. Người có chủ không chủ, có sức cùng không sức, xấu xí và đoan nghiêm, không tránh khỏi vô thường. Vương hầu và bề tôi, tại gia cùng xuất gia, hoặc lành hoặc chẳng lành, không tránh khỏi vô thường. Giàu sang và nghèo khổ, có đức và không đức, hoặc thân nữ thân nam, không tránh khỏi vô thường. Đồng hoang và sông suối, trong nước và đất liền, chủ, khách và cầm thú, không tránh khỏi vô thường. Người chủ và không ngủ, ăn uống và không ăn, tất cả ở thế gian, không tránh khỏi vô thường. Trên đất và trên trời, cõi này và cõi khác, luân chuyển cũng như vậy, không tránh khỏi vô thường. Phước nhiều và phước ít, kiên cường và nhu hòa, bệnh hoạn và thân an, không tránh khỏi vô thường. Ngạ quỷ và bàn sinh, mọi người cùng phi nhân, không sức cũng không thể, đều tránh khỏi vô thường. Dục giới cùng sắc giới, tất cả trời và người,
khi phước thọ tiêu hết không tránh khỏi vô thường. Trên đến cõi vô sắc, tất cả chúng chư thiên trụ tâm ma bát để không tránh khỏi vô thường. Ba cõi tình phi tình tất cả như huyền hóa, người xuất thế lìa trói vô thường kia chẳng hại, biết xuất vô thường này sinh tất cả ái dục, rơi xuống bị luân hồi với lỗi lầm không cùng. Đắm mùi cảnh thế gian làm nhân sinh phiền não, do đáng độc gây hại mãi chìm nơi địa ngục. Nè hữu tình vô thường, không có sức làm lành, luân chuyển ở thế gian đều do nơi tâm tạo, mê dục hành tán loạn, vương muốn năm cảnh trần, phá trói buộc trời người, rơi xuống ở nẻo ác, trời người hành tán loạn. Tham tất cả xuống vui, lơ lẫn như trôi sông, thân hoặc đọa đều không biết. Người tham khóa lạc kia, mạng hiểm nơi vách núi, thiên chúng không thể thấy, người mù như người mù lạc đường. Người mê dục đắm vui, chẳng khác gì người mù, mê dục đọa tâm đồ, người mù sao khỏi đọa. Vì thế nương hạnh dục, khác gì người không mắt, với dục không nhàm chán, để biết tâm mình mê, rơi xuống tâm chẳng lìa, luôn tạo không lợi ích. Nếu người hành ái dục, không trí không hiểu biết, mỗi niệm dục sanh khổ, tại sao còn hành dục? Bị chiêu cảm quả dục như gặp bạn bè ác, kéo vào cung vô thường, thời luôn ở nẻo ác. Người chết không sống lại, dòng nước đi không lại, dục lạc cũng như vậy, tất cả thành như huyễn. Tất cả mạng chúng sinh, sinh diệt như bọt nước, tuổi trẻ không trở lại, nhanh chóng như nước chảy. Sinh già vô thường khổ, tất cả đều diệt hết, rồi người chẳng hiểu biết tâm luôn luôn tán loạn. Nếu khởi tuệ không do ý tạo hạnh trong sạch, đổi được thân thế gian chắc không vào nẻo ác. Lành chưa sinh là sẽ sinh, đã sinh làm tăng trưởng, tâm đã tạo điều lành, quả của mình sẽ vậy. Tâm lành thấy cảnh dục như xem đồ độc hại, không lành đắm cảnh dục, tâm mê được yêu thích. Các căn làm tốt xấu đều do nơi tâm mình, tâm khởi gom phiền não để được quả tốt xấu. Người trí xét chân chánh, quán sát như hư không, đoạn trừ duyên khổ tập. Quả làm sao mà có, đốt cháy các cảnh giới, tất cả đều do tâm, tâm lành được hàng phục, nhưng sắc không như nhau. Như hạt lúa gạo kia, sắc thân lá đều khác, tâm hành cũng như vậy, sinh đủ thứ phiền não. Lúa kia ví tâm vương tạo các hành, lúa sinh cây lá khác, tâm thế gian cũng vậy, tán loạn tham lắm, tham sắc dục. Sắc cảnh ví mây khói, mây trôi, bỗng chốc sinh quả khổ, tùy tướng nghiệp mà chuyển. Nếu đã thấy khổ này, sao trời người tích dục? Nếu luôn sinh ái dục, sao lìa mọi điều lành? Vì thế người trí tuệ với dục đều lìa bỏ. Khổ thật, hằng khổ không, khổ này tướng tự hành. Quả khổ đã vô thường, người trí chẳng nên thích. Cảnh giới với các tâm, tâm mê không biết nghiệp. Khi trời người rơi xuống, nghiệp lôi kéo không biết, dù sinh trời dạ mang, từ tánh thành hư huyễn. Mắt ngu mù vô trí, không thấy tham mạng câu, rơi xuống bị vô thường. Khi ấy giữa đức liền nói kệ tụng, mắt nhìn thấy vô thường, tướng suy tự thiêu đốt, dù ở trời đau xuất, bao hết như đèn tắt, sức mạnh 12 chi luân chuyển khắp pháp giới. Khi nghiệp báo lưu chuyển, sinh diệt đều không định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ, quyển 8 hết.